Tình hình trật tự giao thông và tai nạn giao thông thường gia tăng và diễn biến phức tạp vào những ngày nghỉ lễ Tết kéo dài. Do đó, trong những ngày nghỉ Tết dương lịch, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông nhằm ngăn chặn, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Trong những ngày nghỉ Tết dương lịch, mật độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và tuyến quốc lộ 1A thường tăng cao. Chính bởi vậy, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ thực hiện tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông 24 trên 24 giờ trên hai tuyến đường này. Các tổ công tác tập trung vào việc kiểm tra, xử lý những lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Ngoài tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang và quốc lộ 1A, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng bố trí các tổ công tác đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ khác qua địa bàn tỉnh. Để đảm bảo tốt cái tình hình trật tự an toàn giao thông trong cái dịp nghỉ Tết dương lịch nhằm phục vụ cho nhu cầu đi lại của nhân dân, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe máy trái phép và giảm tai nạn giao thông, thì Phòng Cảnh giao thông đã huy động 100% quân số để trực tăng cường cho việc tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, đặc biệt là tuyến quốc lộ 1A, tuyến quốc lộ 37, quốc lộ 31 và những cái địa bàn phức tạp, tập trung nhiều người và phương tiện tham gia giao thông. Chúng tôi là vận tải hành khách nhưng cũng cũng tuân thủ tất cả những cái nội quy của nhà nước, chính phủ đề ra, các chiến sĩ cảnh sát giao thông của các tỉnh là đều như vậy, là xử lý cũng như là thông đường về cái vấn đề giải quyết ách tắc giao thông là trong cái dịp mà Tết dương lịch này rất là tốt. Thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội đầu xuân 2022. Trong những ngày nghỉ Tết dương lịch, trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, lực lượng cảnh sát giao thông của công an các huyện, thành phố cũng bố trí các tổ công tác chốt chặn và ứng trực thường xuyên trên đường. 100% cán bộ chiến sĩ trong đội là trực 24 trên 24 và tăng cường cái tuần tra kiểm soát trên các cái tuyến đường như là các tuyến đường nội thị, các tuyến đường mà có đông người tham gia giao thông để xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì mỗi người khi tham gia giao thông cần chấp hành đúng quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bởi nguyên nhân khiến cho tai nạn giao thông thường gia tăng trong mỗi dịp nghỉ lễ Tết kéo dài vẫn là do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông gây ra.